Một đôi loa cổ của Sony này con này. Cái căng của con này nó hơi đặc biệt một tí. Đấy. Đấy, căng này, có nhìn căng này. Rất là chất nhá. Đây loa đây. Sony SS7090 à. Đấy, đầy đủ căng nhá, căng này rất là chất luôn này, trong có gỗ nhá. Con này để em xem nào. Em đấu dây đã xong, em đo kích thước cho các bác đôi này xem nó bát bao nhiêu như nào. Sony SS7090. Con này thì 30W 8 ohm thôi nhá. 30W 8 ohm. À, 30W 8 ohm này. Đây, con này sử dụng xem nào. Là sử dụng một bát 18 các ạ. Một bát 18. Và một tép các nhá. Đấy. Con này màng và gân nguyên bản nhá. Đây. Dòng này như kiểu để phục vụ các nhà nhạc cổ hay sao ấy. Đấy, nó sử dụng một bát 18 và một tép nhá. Đây, căng này rất là chất luôn. Thùng vách đẹp quá nhá, thùng vách đẹp. Đây để em quay thùng vách cho bác xem con này. Đôi này thì chưa đến 2 triệu. Dòng loa này như kiểu loa cổ. Đây. Thùng này con này. Thùng nhá. Đây cầu đấu loa này. Thùng đẹp, con này thùng đẹp lắm nhá. Con này chiều cao này, để em xem chiều cao. Cao 51 coi nhá, cao 51. Ngang là 29 và chiều sâu của nó là 27 năm. Đấy, thì bác nào lấy này. Mã này là mã số 733 để cho bác giá 1 triệu 7 nhá. Đôi này chỉ có 1 triệu 7 thôi.